chị nói ra hả? Chị nói nghe. Dây phụ này, dây chánh nè, bữa nay có luôn đó. À, quay được hả? Để em đứng lại. Nhất là em này là lúc nào cũng thấy cho mày quay. Nữa hả? Đó quay em đó. Cái này hả? Đúng rồi. Không lòng là cái này. Không phải tiếng Việt nhau, đổi lại. Cái này chụp đám đâu phải đây à, một lòng ấu. Không đưa tao đi tìm cái đứa đưa từ. Nè, khách lòng thẳng lên nhớ. Sao trong thùng còn đồ ăn đó, chị đang dọn về đó. Ừ. À là hôm qua chị còn đồ ăn nhưng mà hết. Còn đồ ăn dạ. Mà hết rau, hết bún. Cái xong khách cũng chịu khó luôn. Vậy luôn. Nó bây giờ thèm mắm nêm tới ốc o rồi, bà gót mắm nêm cho tôi với tôm càng, tôm gì mà bán đại đi. Bây giờ khách tự ghé chợ mua bún luôn. Miễn sao có mắm nêm là được. Chị Linh bé ở số 10C của Lê Thánh Tôn như cả nhà quận 1 nha, số điện thoại nè. Đấy, để cả nhà mình biết ha, những ai chưa biết thì có thể là nhìn vô đây là sẽ biết ha. Chị có bán gỏi sen luôn đủ cuốn đó. Đây chị bán bún mắm nêm ạ. Đúng rồi. Đây là một bún mắm nêm. Có bỏ tâm càng không đó? Để in một cái chút thôi. Có cái máy cũng vô đây nè. Chạy mua 2 kg bún đó anh ơi. 2 kg bún. Rồi là mình tập hợp. Dạ.
bỏ vô bọc kỹ ngoài đó, anh để đâu mà. Ôi trời ơi. Đồ của em phải đúng không? Đồ của em đó. Ồ, sao như không mua không? Anh quên hỏi mọi người ăn cái gì không? Gỏi gỏi này đậu ngoài đang ăn nha. Anh ơi ăn gì anh? Gỏi gỏi. Rồi, để em làm liền cho. Thôi bốn chú nè, nó vậy nè, ăn không? Ủa, tâm thường nhiều tiền á, bỏ gì nhiều á. Lười bóc đúng rồi. Bốn cuốn lắm không ta? Thank you.
Của qua của em là ăn luôn. Em ăn gì con? Em ăn tôm bông. Đến gì đây? Khoai lang chiên. Ăn cái này con. Ăn này được không? Ăn đây à? Muốn ăn đây à? Thôi rồi, cái này. Được, ăn đây vô sát trong bé ăn ngon. Có tiền chứ? Rồi. Số điện thoại nè. Đấy. Để cả nhà mình biết ha. Những ai chưa biết thì có thể là nhìn vô đây là sẽ biết ha. Chị có bán gỏi sen đu đủ cuốn đó. Rồi ai nãy đi dọc đường nó làm lọt bánh nem cái sạch một cái. Nó không bể cũng may á. Giúp cầu xả thôi. Ta không cán ta né. Rồi. Ghê lúc mà mình ấy trên xe treo quá nó lủng bọc em nó nặng quá 60 á thôi 60 à.